Thì bây giờ chúng ta sẽ mở lại hai cái file bài work và run cycle cũ ha. Đầu tiên là bài work cycle. Các bạn còn giữ không? Nếu mà các bạn không còn giữ thì làm lại. Còn nhưng mà hy vọng là các bạn còn giữ ha. Tại vì nguyên tắc của chúng ta là khi làm bài chúng ta phải giữ lại những cái bài chúng ta đã làm. Đây, đầu tiên là bài work cycle. Thì làm sao để tạo cycle đi tới cho nhân vật? Cái ý tưởng của chúng ta như thế này. Tức là khi mà chúng ta kéo cái control tổng này này, chúng ta kéo control tổng của nhân vật đi tới đúng không nào, thì chân của nhân vật nó sẽ bị trượt trượt trên mặt sàn, đồng ý chưa? Thì cái ý tưởng của chúng ta trong cách làm này là chúng ta phải làm sao để chân nó không bị trượt, bằng cách là cái chân là chân lay đi tới, nó là chân lay Z này, các bạn thấy không? Chân lay Z là của cái chân đi tới, thì chúng ta phải do Raptor và kéo cho nó thẳng ra. Đây, Raptor chân lay Z. Đây ha, từ cái đoạn mà cái chân mình chọn chân chân phải đi, chân phải đây, chân AZ đây. Từ cái frame số 1 tới frame số 3 là chân nó chạm đất đúng không nào? Và từ lúc nó chạm đất cho đến lúc mà nó nhấc chân lên đấy, đây, frame số 10 vẫn chạm đất này. Frame số 13 vẫn chạm đất này. Và tới frame số 15 vẫn chạm đất này, thấy không nào? Đây, từ 1 tới 15 là chân nó chạm đất. Thì trong cái khoảng này ấy, cái chân nó hoàn toàn trên mặt đất, chứ nó không có bị gọi là đi lên khỏi mặt đất đúng không nào? Tức là nó sẽ vuốt thẳng từ trước ra sau. Cho nên là chúng ta sẽ xóa những cái điểm giữa này đi này. Xóa đi. Xóa đi. Và chúng ta bẻ thẳng cái điểm này. Chúng ta chọn là linear target, bẻ thẳng cái điểm này lại ha. Còn từ 19, từ 15 tới 19 thì nhấc chân lên này. Đó thì chúng ta không chỉnh cái đoạn này, nhấc chân lên nó không chỉnh. Thì khi chúng ta bẻ thẳng thì cái đường sẽ bị gấp khúc như thế này. Chúng ta sẽ tách cái điểm này ra. Đây, tách cái điểm ra thành hai điểm riêng biệt và chúng ta chỉnh cho cái điểm bên này nó tròn tròn chút xíu, nó không bị gấp quá. Đây, như thế này. Được chưa nào? Rồi, sau đó thì sao? Cái chân trái cũng tương tự ha. Chúng ta cũng sẽ chọn chân trái, chân này Z. Đây, từ lúc cái chân trái nó chạm đất. Đây, cái đoạn từ 13, từ 13 cho tới 25. Từ 13 tới 25 là cái chân chân trái này này, nó vuốt về phía sau đúng không nào? Thì chúng ta sẽ xóa cái đoạn giữa này đi. Và bẻ thẳng nó. Linear target. Đấy, bẻ thẳng nó ra. Cái đoạn này chúng ta tách nó ra thành hai điểm riêng biệt để chúng ta chỉnh cong như này. Nhẹ hen. Đó, vậy chúng ta sẽ có cái chân nó chuyển động từ trước ra sau liên tục mượt mà. Thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ copy cái chân laser, cái đoạn thẳng đó của cái chân dán vào cái control tổng này, thì tự khắc nó sẽ đi tới và chân không bị trượt. Đây, để mình làm thử các bạn xem. Chọn chân phải nhá, chân laser. Đây là copy đoạn này, mình quét nguyên đoạn này này, quét nguyên hai cái điểm từ 1 tới 13 này này, 15 này này. Rồi mình vô edit, copy, copy. Mình dán vào cần chân tổng này cũng là chân AZ của chân tổng luôn. Đây, chọn chân AZ của chân tổng này. Xóa hết đi. Xóa hết đi. Dán tại frame số 1, edit, bát, được chưa nào? Đấy, thì bạn thấy không? Cái cần chân tổng bây giờ, cái đường curve của nó sẽ là trục đi tới như thế này. Các bạn kéo này. Các bạn thấy đi tới không? Thấy đi tới không nào? Thì bây giờ làm sao để nó đi tới và nó không bị lùi lại? Các bạn thấy không? Nó bị lùi lại này. Thì lý do bị lùi ở đây do cái cycle của nó bị lặp lại và nó không có khớp nhau cho nên bị lùi. Thì chúng ta sẽ có một cái chế độ cycle đi tới. Bình thường chúng ta có cái chế độ cycle chu kỳ, nó sẽ loop lại, nó sẽ lặp lại đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta trong trường hợp này, cái cần chân tổng chúng ta không dùng cái chế độ đó, chúng ta sẽ dùng cái chế độ là cycle đi tới. Đây, các bạn vô curve, chọn cần chân tổng à, curve board infinity và chọn là cycle with offset, tức là cycle và đi tới. Đó, bạn thấy không nào? Thì cái đường curve sẽ thẳng liên tục như thế này này. Và đây là cái bài chúng ta sau khi chỉnh xong. Đó, nhân vật của chúng ta sẽ đi tới. Các bạn thấy chưa? Ở đây thì mình sẽ tạo cái mặt sàn cho nó dài ra, để nhân vật chúng ta sẽ đi trên mặt đất. Dài ra. Được chưa nào? Giờ chúng ta vô vùng nhìn side view. Side view để xem cái chân của nhân vật nó có bị trượt không khi mà nó đi tới ha. Để chúng ta xem thử. Thì cái chân phải của nhân vật nó không bị trượt đúng không nào? Đây, còn cái chân trái của nhân vật nó bị trượt, các bạn nhìn này,
Chân phải nhân vật đây không bị trượt. Đặt xuống và giữ nguyên. Nhấc lên, đặt xuống giữ nguyên. Nhưng mà cái chân trái này bị trượt này các bạn nhìn này. Đặt xuống. Nó bị trượt một khúc này, nó trượt này. Thì chúng ta phải tránh cái điều này ha. Chúng ta tuyệt đối tránh cái việc là nhân vật đi tới và chân bị trượt trong diễn hoạt, là tránh tuyệt đối chuyện này. Cho nên chúng ta sẽ do Raptor nó bị trượt như vậy là do cái chân AZ của cái chân. Thì ở đây cái lý do chân ấy bị trượt là do hai cái đầu này nó không có khớp nhau. Cái đầu này nó cái biên độ nó khoảng cách, tức là cái chân của chân trái nhân vật ở frame số 1 này nó vẫn liên quan tới cái điểm ở frame cuối này, tức là vẫn đang đứng yên ấy, vẫn đang chạm đất ấy, chưa nhấc lên mà. Cho nên cái khoảng cách cái biên độ nó không khớp nhau cho nên nó bị trượt. Nó trượt đi tới và cái này khi nó tiếp đất này, nó tiếp đất nó trượt lùi về sau này. Thì làm sao? Thì chúng ta sẽ quét hai cái điểm đầu và cuối này này, giữ Shift quét điểm này nữa. Chúng ta kéo lên ha, kéo lên để cho nó dịch, nó ít dịch chuyển hơn. Đó bạn thấy không nào? Đó, chân là được cố định rồi đó. Đó thấy không? Thì sau khi kéo hai cái điểm này xong á, mình sẽ coi lại cái điểm ở frame số 3 này. Thì tại sao vậy? Cái điểm này chân nó vẫn đang tiếp xúc cho nên cái đường curve ở đây nó phải thẳng, đúng không nào? Nó vẫn đang tiếp xúc với mặt đất. Nguyên cái đoạn từ 1 tới 3 này này, nó sẽ vẫn còn liên quan tới từ cái đoạn từ 10 15 tới từ 13 tới 25 này này. Đấy. Được không nào? Nó vẫn đang tiếp xúc mặt đất cho nên đoạn này chân cũng phải thẳng, cho nên mình cũng sẽ bấm vào đây cho nó thẳng ra và mình điều chỉnh cái đoạn này. Mình quét bên này cho nó cong cong xíu. Đó, thì các bạn nhìn này. Đó, cái chân trái chúng ta đã hết bị trượt, hoàn toàn hết bị trượt ha. Rồi, mình sẽ lấy lát cái bài này ra làm mẫu cho các bạn. Đó, vậy là xong. Chúng ta đã có bước đi. Tiếp theo mình sẽ làm cho các bạn xem bước run cycle thì làm như thế nào ha. Cũng tương tự vậy, chúng ta cũng sẽ copy cái chân AZ của cái chân khi mà nó tiếp đất và nó vuốt ở phía sau ấy. Copy cái đoạn đó, và cái đoạn nó phải để thẳng nha. Mình copy đoạn đó và dán vào Ctrl tổng để cho nó đi tới. Rồi. Chúng ta sẽ mở cái bài run cycle lên. Thì ở đây cái bài run cycle được mở lên này. Mình sẽ chọn vùng nhìn size và chọn cái chân phải này. Mình vô kiểm tra Raptor của nó, chân AZ. Chân AZ đây. Khi mà nó chạm đất xuống này và nó vuốt ra phía sau đến cái frame số số 5, số 6. Đến frame số 5 đúng không nào? Thì chân nó vẫn đang chạm đất cho nên đây mình sẽ để nó thẳng. Thẳng này. Rồi, cũng tương tự như vậy. Mình sẽ chỉnh cho cái đoạn này nó cong cong một xíu. Tương tự như bài quát thôi. Tách cái điểm này ra. Và bẻ cái bên này cho nó cong một xíu. Rồi, tương tự cho chân trái cũng vậy. Mình vô Raptor và cũng kiểm tra chân AJ. Chân trái thì nó sẽ tiếp đất từ frame số 10 và nó sẽ nhấc lên ở frame số 15, tức là frame số 14 từ đây đến đây này. Từ số 10 đến 14 đây, nó thẳng, đúng chưa? Và mình cũng sẽ tách cái điểm này ra. Và nắn cho nó cong cong một xíu để nó thoai thoải, nó không bị gấp, gấp quá. Đây cũng vậy, tách nó ra. Đó, vậy. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái chân AZ của chân phải này. Copy chân AZ. Edit. Copy. Mình dán vào cái Ctrl tổng ha. Ctrl tổng đây. Chân AZ của Ctrl tổng. Xóa hết đi. Xóa hết mấy cái key của Ctrl tổng có sẵn đi. Xóa hết. Dán vào. Edit. Bask. Và sau đó mình chọn là cycle width offset curve body infinity cycle width offset. Rồi vậy là cái curve đã đi tới, là chúng ta kiểm tra thử chân nó có bị trượt hay không. Đây coi thử hen. Mình cũng sẽ kéo dài cái mặt sàn ra nhìn cho nó giống mặt đất. Wow, chân phải không bị trượt này, còn chân trái cũng không bị trượt luôn, hoàn hảo. Tức là khi mà các bạn làm cái cycle đi tới cho nhân vật mà chân không bị trượt đấy, thì tức là ban đầu các bạn làm bài đó cái chân cái biên độ rất là hoàn hảo ha. Ok, vậy được rồi. Vậy thì mình sẽ lấy lắp bài này ra làm mẫu cho các bạn. Xong rồi, vậy là ngày hôm nay các bạn đã biết cách để làm cho nhân vật chạy tới.
Thì cái work cycle offset này được áp dụng rất nhiều trong diễn hoạt. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta làm phim ấy, chúng ta không thể diễn nhân vật chạy từng bước cho đi tới được, rất là mất thời gian. Cho nên người ta phải tạo cái cycle. Mà tạo cái cycle được ấy, thì phải làm nhân vật đi tới được, đúng nào? Thì cái cảnh diễn chúng ta mới hoàn thành mà. Thì nó sẽ rất là nhanh, cực kỳ là nhanh luôn. Cho nên được ứng dụng rất là nhiều vào trong diễn hoạt. Những cái bước như work cycle, run cycle đều được ứng dụng hết. Vậy là bài 2 trong class 2 này là work và run cycle chúng ta đã xong. Thì các bạn lưu ý ha, work và run cycle trong hai cái bài này, trong cái bài 2 này mình hướng dẫn tới các bạn là cái bước đi và bước chạy cơ bản nhất thôi. Chứ ngoài ra nó còn rất nhiều các bước đi và bước chạy khác, nó thể hiện tính cách của nhân vật khác nữa. Ví dụ như là vừa đi vừa rón rén này, vừa đi vừa nhảy chân sáo này, hay là đi trong lúc buồn rầu này, thì mỗi cái đấy nó sẽ có một cái kiểu đi khác nữa, không? Nó sẽ nhân vật nó sẽ chuyển động theo cách khác. Còn đâu trong cái bài mình hướng dẫn cho các bạn trong bài 2 này ấy, nó chỉ là những cái thứ căn bản nhất của bước đi và bước chạy mà thôi. Các bạn cần phải tìm hiểu và học hỏi thêm. Trong cái quá trình đi làm, các bạn sẽ được đạo diễn yêu cầu diễn những cái hành động nó thể hiện tính cách nhân vật hơn, những cái cycle nó thể hiện tính cách nhân vật hơn, thì các bạn cần phải nghiên cứu thêm. Hoặc là có thể hỏi mình để mình đưa cho các bạn những cái tài liệu ha. Rồi, bây giờ thì các bạn có thể dừng video này lại và thực hiện làm cho nhân vật chạy tới. Chúc các bạn làm bài thành công và có bất cứ thắc mắc gì thì hãy inbox hỏi mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.